Hello các con, xin chào các con đã quay trở lại kênh Blue English. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các con học Unit 2, I'm from Japan. Chúng ta đọc lại câu này. I'm from Japan. Japan. I'm from Japan. Mình đến từ Nhật Bản. Lesson 1. Number 1. Look, listen and repeat. Trước hết mời chúng ta quan sát tranh. Ở đây chúng ta thấy có 4 bức tranh A, B, C, D. Nào, bức tranh A. Đây chúng ta thấy có hai bạn nam, là một bạn trai và một bạn gái. Bạn gái đang làm gì các con nhỉ? Đúng rồi, bạn gái đang xây lâu đài cát ở trên bãi biển. Lúc này bạn nam tiến lại gần và xem thấy lâu đài cát rất là đẹp. Bạn ấy nói gì nhỉ? Nice work. Nice work. Ồ, đẹp quá. Và bạn gái cảm ơn. Thanks. Thanks. Chúng ta nhìn vào bức tranh B. Bạn nam đến gần và làm quen. Hi, I'm Nam. Xin chào, mình là Nam. Bạn gái đáp lại. Hi Nam, xin chào Nam. I'm Akiko. Mình là Akiko. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Chúng ta chuyển sang bức tranh C. Nam đáp lại. Nice to meet you too. Where are you from, Akiko? Rất vui, mình cũng rất vui được gặp bạn. Thế bạn đến từ đâu? Where are you from, Akiko? Where are you from, Akiko? Akiko à, bạn đến từ đâu nhỉ? Akiko đáp lại. I'm from Japan. Mình đến từ Nhật Bản. Bức tranh D. Các con thấy gì nhỉ? À, bạn Nam không cẩn thận đã dẫm lên cái lâu đài cát do bạn Akiko xây rồi. Và bạn ấy nói như nào này? Oh no. Ồ không, sorry, mình xin lỗi. Oh no, sorry, mình xin lỗi. Bây giờ mời chúng ta, các con, chúng ta nghe băng. Students book 1. Unit 2. I'm from Japan. Lesson 1. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Nice work. Thanks. B. Hi, I'm Nam. Hi, Nam. I'm Akiko. Nice to meet you. C. Nice to meet you too. Where are you from, Akiko? I'm from Japan. D. Oh no, sorry. Ở trong phần này, các con chú ý cho thầy, nước Nhật Bản chúng ta có từ Japan. Và bạn gái đến từ Nhật Bản có tên là Akiko. Đọc lại nào. Japan. Japan. Akiko. Akiko. Bây giờ mời các con chúng ta chuyển sang phần 2. Point and say. Chúng ta xem nào. Trước hết con nhìn thấy ở đây có bạn Nam cùng với bạn Akiko. Hai bạn đang còn hội thoại với nhau bằng một số mẫu câu. Có mẫu câu: Xin chào, mình là Nam. Where are you from? Bạn đến từ đâu? Bạn Akiko đáp lại: Hi Nam, I'm Akiko. I'm from Japan. Đó là mẫu câu chúng ta vừa học xong ở trong phần 1 ở bên trên, đúng không? Bây giờ mấy con chúng ta làm lại nào, nhắc lại nào. Hi, I'm Nam. Xin chào, mình là Nam. Hi, I'm Nam. Where are you from? Bạn đến từ đâu?
Where are you from? Bạn đến từ đâu? Akiko đáp lại. Hi Nam, xin chào Nam. I'm Akiko, mình là Akiko. I'm from Japan, mình đến từ đất nước Nhật Bản. Bây giờ các con sẽ nhìn vào bốn bức tranh ở phần 2 này. Picture A, picture B, picture C and picture D. Bức tranh A, bức tranh B, bức tranh C và bức tranh D. Ở đây chúng ta thấy có bản Hakim. Chúng ta đọc là Hakim. Cờ này là cờ của nước Malaysia. Chúng ta đọc thế nào nhỉ? Malaysia. Đọc lại nào. Malaysia. Malaysia. Bản này là bản gì nhỉ? Bản Tom. Bản ấy ở đâu nhỉ? America. America. Nước Mỹ. America. America. Tiếp đến chúng ta thấy có bản Tony. Bản Tony đến từ đâu con nhỉ? Australia. Australia. Tiếp đến có bản gì nhỉ? Linda. Linda. Đến từ nước Anh. Đúng rồi. Bản này rất là quen thuộc. Chúng ta học rồi đúng không? England. Nước Anh. England. England. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào mẫu câu chúng ta mới học xong. Chúng ta giả sử các con là một bản là đến làm quen với bản Hakim từ Malaysia. Từ Malaysia. Chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Chẳng hạn các con tên là Nam. Con nói nào nhỉ? Hi, I'm Nam. Where are you from? Và Hakim sẽ đáp lại nào? Hi Nam, I'm Hakim. I'm from Malaysia. Đúng rồi, có làm vậy không? Rất là tốt. Bây giờ mời con chúng ta chuyển sang hình B. Chúng ta chào bản Tôm nào. Hi. Và tự giới thiệu. I'm Nam. Hỏi bản Tôm đến từ đâu? Where are you from? Where are you from? Bản Tôm sẽ đáp lại là Hi Nam, I'm Tom. I'm from America. Đúng rồi. Tương tự hình C. Hi, I'm Nam. Where are you from? Tony đáp lại nào. Hi, Nam. I'm Tony. I'm from Australia. Tương tự như thế, chúng ta giao tiếp với bản Linda. Hi, I'm Nam. Where are you from? Hi, Nam. I'm Linda. I'm from England. Con có làm vậy không? Như vậy các con làm rất tốt. Như vậy trong cái bài này chúng ta nhớ mẫu câu bản đến từ đâu. Chúng ta Where are you from? Chúng ta đọc lại nào. Where are you from? Bản đến từ đâu? Where are you from? Mình đến từ Nhật Bản. I'm from Japan. Mình đến từ Malaysia. I'm from Malaysia. Mình đến từ nước Mỹ. I'm from America. Mình đến từ Úc. I'm from Australia. Mình đến từ nước Anh. I'm from England. Bây giờ mời con chúng ta chuyển sang phần 3. Listen and think. Listen and think. Ở đây chúng ta thấy có 1, 2, 3, có 3 câu. Mỗi câu lại có 3 hình. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Ở câu 1 chúng ta thấy đây là cờ của nước nào con nhỉ? Đúng rồi, cờ của nước Anh. England. Con đọc lại thầy nào. England. England. Ở đây chúng ta thấy cờ của nước nào đây? Của Úc hay gọi là Australia. Chúng ta đọc lại nào. Australia. Australia. Tiếp đến chúng ta thấy đây là lá cờ của Malaysia. Của Malai đấy, Malaysia. 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 Chúng ta đi vào câu 2. Đây cũng là biểu tượng của nước Anh. Đây là chính là tháp Big Ben, có đồng hồ Big Ben rất là lớn ở London, ở của nước Anh. Đấy.
Còn đây là nước Mỹ, tượng nữ thần tự do ở nước Mỹ, biểu tượng của nước Mỹ, America. America. Còn đây là rạp hát Sydney, một rạp hát cũng rất là lớn và nổi tiếng của Australia. Chúng ta đi vào câu 3. Chúng ta thấy áo dài truyền thống của Việt Nam ở đây. Việt Nam. Ở đây là áo kimono của Japan, Nhật Bản. Và đây là bạn Linda ở quê ở England, nước Anh. Bây giờ mời con chúng ta bắt đầu nghe. Page 12. 3. Listen and tick. Bắt đầu chúng ta làm bài 1. Hi, I'm Tony. Hello, Tony. I'm Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. 2. Hi, my name's Quan. Hello, Quan. I'm Tom. Nice to meet you. Where are you from, Tom? I'm from America. From America. 3. Hi, my name's Akiko. Hello, Akiko. I'm Linda. Nice to meet you. Where are you from, Linda? I'm from England. From England. Page 13. Active. Các con có làm như vậy không? Các con làm như vậy là tốt rồi. Rất giỏi. Mời con chúng ta chuyển sang phần 4. Look and write. Ở bài tập này, các con nhìn thấy ở đây có 4 câu. 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4. Muốn làm được bài này, chúng ta phải dựa vào cái bài Activity 1 and Activity 2. Tức là cái bài lúc nãy chúng ta học đấy. Đây, thì chúng ta phải dựa vào phần này và phần 2. Đấy, phần 2. Phần 2 này, phần này. Để chúng ta làm cái bài tập 4. Ở bài tập 4, yêu cầu của bài là chúng ta hãy nhìn và viết. Look and write. Trước hết chúng ta nhìn vào đây. Number 1. I'm from, mình đến từ nước nào đây con nhỉ? Nước nào đấy? Bản này là bản gì? Đúng rồi, bản Tony. Tony quê ở đâu nhỉ? Đến từ đâu? Đúng rồi, đến từ Australia. Như vậy chúng ta sẽ viết đây là I'm from Australia. Right. Number 2. Đây là bản gì con nhớ không? Đây là bản Hakim. Bản ấy quê ở đâu nhỉ? Đúng rồi, Malaysia. Chúng ta đọc là Malaysia. Malaysia. Number 3. Câu 3. Bạn này bạn gì con nhớ không nhỉ? Đúng rồi, bạn này là Tom. Quê ở đâu? Đúng rồi, quê ở nước Mỹ đấy. Mỹ gì con nhỉ? America. Rồi. Còn bạn này là Akiko. Quê ở đâu con nhỉ? Nhắc đi, chúng ta học nhiều lần rồi. Đúng rồi, I'm from Japan. Con làm vậy không? Con làm rất tốt. Bây giờ mời chúng ta chuyển cho thầy sang phần 5. Lesson. Nào mời các con chúng ta đọc cho thầy trước khi chúng ta nghe đài hát. Where are you from? Như vậy ở đây chúng ta thấy có các bạn Mai and Akiko, Linda and Hakim. Chúng ta đọc một lần nào. Where are you from? Bạn đến từ đâu? Hi, I'm Mai from Vietnam. Xin chào, mình là Mai, đến từ Việt Nam. Hello Mai, nice to meet you. Xin chào Mai, rất vui được gặp bạn. Hello, I'm Akiko from Japan. Xin chào, mình là Akiko, đến từ Nhật Bản. Hello Akiko, nice to meet you. Xin chào Akiko, rất vui được gặp bạn. Hi, I'm Hakim from Malaysia. Xin chào mọi người, mình là Hakim đến từ Malaysia. Hello Hakim, nice to meet you.
Xin chào Hakim, rất vui được gặp bạn. Hello, I'm Linda from England. Xin chào mọi người, mình là Linda đến từ nước Anh. Hello Linda, nice to meet you. Xin chào Linda, rất vui được gặp bạn. Bây giờ mời các con chúng ta nghe hát một lần. Activity 5. Let's sing. Where are you from? Hi, I'm Mai from Vietnam. Hello, Mai. Nice to meet you. Hello, I'm Akiko from Japan. Hello, Akiko. Nice to meet you. Hi, I'm Hakim from Malaysia. Hello, Hakim. Nice to meet you. Hello, I'm Linda from England. Hello, Linda. Nice to meet you. Như vậy, vừa rồi thầy đã hướng dẫn các con học phần Lesson 1 của Unit 2 I'm from Japan. Bài học đến đây đã kết thúc rồi. Thầy chúc các con học thật giỏi và không quên nhấn đăng ký cũng như để lại ý kiến của mình dưới video. Nào, bây giờ thì goodbye for now. See you later.